ban dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến từ Đài Loan và Singapore với tổng vốn đăng ký đầu tư 109 triệu đô la Mỹ. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng. Cụ thể các dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư gồm nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Johnson Việt Nam Đài Loan, vốn đầu tư 10 triệu đô la Mỹ, chuyên sản xuất túi zip, các sản phẩm gia dụng bằng nhựa, hoạt động tại khu công nghiệp An Phước, huyện Long Thành. Dự án công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp J&H Turbo Việt Nam Singapore, vốn đầu tư 19 triệu đô la Mỹ, sản xuất vải các loại tại khu công nghiệp Nhân Trạch 6, huyện Nhân Trạch. Nhà máy công ty trách nhiệm hữu hạn Agnes Việt Nam Singapore thuộc tập đoàn thiết bị điện Ningbo Daejeon, vốn đầu tư 80 triệu đô la Mỹ, chuyên sản xuất gia công và lắp ráp các thiết bị điện gia dụng, thiết bị dùng trong nhà bếp tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Đặc biệt đây là dự án thứ hai của tập đoàn này vào Đồng Nai, nâng tổng vốn đầu tư lên 90 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi đầu tư nhà máy sản xuất về thiết bị gia dụng đang đầu tư ở Giang Điền hiệu quả, nên đó là lý do lần này chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm nhà máy để sản xuất và cung cấp cho thị trường chính là Mỹ. Phát biểu tại lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chúc mừng và bày tỏ sự vinh dự khi các nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn Đồng Nai là địa điểm để mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh. Lãnh đạo tỉnh lưu ý nhà đầu tư các vấn đề cần quan tâm khi đầu tư tại Đồng Nai. Nhà đầu tư chúng ta cũng cần chú trọng gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho tập thể nhân viên của công ty. Các đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thì phải luôn đồng hành cùng với khách hàng trong việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đặc biệt là chú trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định chính quyền địa phương sẽ không ngừng nỗ lực để tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn, minh bạch, hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của các doanh nghiệp và xem sự phát triển của doanh nghiệp là sự thành công của Đồng Nai.